Xin chào các bạn. Mình hôm nay có một đống vé số cũ. Mình vô mình dò thử coi được trúng được cái gì mình đổi mua lại. Mình đang đi tới một cái chợ Việt Nam. Chợ tàu Việt Nam. Gọi là Mekong Supermarket. Mình cũng thường đi vào chợ này lắm. Nhưng mà mình không, cái chợ này không phải là chợ mình thích nhất, nhưng mà nó gần nhà vậy đó. Chợ này bán trái cây để ở ngoài. Đu đủ nè, khóm, trái cây kiwi, bom, bí, khoai. Bên kia bán cam. Vô dò là mấy cái tờ giấy cũ trúng được 17 đồng. mua lại hết luôn. Mình chỉ cần trúng một lần thôi, một lần giải an ủi cũng tốt rồi. An ủi mà 1 triệu là hay là nửa triệu gì đó là mình rất là vui rồi. Nhìn cái kiến mới nó gọi là transition glasses đó. khi mà ra ngoài nắng cái nó đổi màu, vô trong bóng mát thì nó thành màu trắng lại. Nó mình thích cái này là tại vì mắt của mình bị cườm nhỏ trong á. Bác sĩ nói mình phải đeo kiến mát khi mà lái xe, thì mất công tháo ra tháo vô, mình cứ có cái kiến này thì nó tự động nó đổi màu luôn cho mình. Công nhận đến tuổi già trên 50 cái đủ thứ chuyện hết nè. Mắt, mũi, tai, chân. Trẻ thì sức khỏe quá cho tốt luôn, ăn uống nhậu nhẹt, thức đêm đi nhảy đầm, đi chơi club, không sao hết. Nhưng mà chắc tại vậy nên bây giờ già mới bị cho nên già mới bị bệnh. Nhưng mà mình sống cuộc đời mà chán, buồn chán quá, tối ngày cứ phải giữ gìn sức khỏe, không dám ăn, không dám uống, thì cuộc đời đâu có gì vui đâu. Trời, sao đường này nó dằn dữ vậy nè. Dần trời ơi, cái sữa sao mà hư nhiều quá vậy. Đường xe ở đây tốt lắm, mình thường khúc đường nãy bị sao đó ta. Mấy nay trời không mưa nhưng mà nó cứ u ám hoài, nhìn không có được vui chút. Mình đang đi bộ trong cái công viên. Công viên này là gọi là Overfield Garden. Có rất nhiều mấy con ngỗng. Nguyên đám nó đang bay vô nè. Wow, nó bay vô đó. Mấy con ngỗng này nó dạng lắm. Có thể mình hên mình tìm được cái trứng của nó đâu đây ta. Hey. Bay mấy con này nó bay kinh hồn lắm mà.
Đây là cái căn nhà họ giữ lại, là căn nhà của dòng họ Overfeld, là họ cho cái miếng đất này cho cái city của San Jose đó. Rồi, cái bản này mờ quá, đọc hết được rồi, nhưng mà tóm tắt lại là cái nhà này họ giữ lại làm kỷ niệm của cái gia đình tên là Overfeld. Họ hiến cái miếng đất này cho city để làm cái công viên, cho nên họ giữ trừ lại cái căn nhà này làm kỷ niệm vậy. Mà mình đi bộ đây, không có gì vui, mình tán dóc với các bạn nha. Đi cùng với mấy con ngỗng này, lúc nãy bắt gặp được một đám bay vô, không biết mình có quay được rõ không. Một con ngỗng này nó cũng to quá chứ, nhất cũng mấy kilo, 5 kilo. Quá trời luôn, ị tùm lum la hết à. Có cái ao nhỏ xíu à. Đi bộ đây có bộ nguy hiểm à, mìn không à. Nó ăn xong rồi nó ị tùm lum hết. Giờ này giờ nghỉ trưa của nó. Ok, mình xoay ra trước, mình đi bộ vừa nói chuyện luôn. Công viên giờ này thì vắng tại vì 12 giờ trưa. Tại mình ở nhà không có gì làm hết, mình thấy hơi bực bội trong người. Đi ra đây đi bộ, tại mấy ngày rồi cũng không có đi bộ nữa. Đây nó có nguyên cây vườn dừa, nhưng mà dừa kiển không à. Nó đầy do not feed the animal, là không cho ăn mấy, đừng có cho mấy con vịt, mấy ngỗng này nó ăn. Chỗ này sạch, mấy con ngỗng nó không có ở đây cho nên chỗ này sạch, lúc nãy chỗ kia dơ quá. Đi một tăng xong rồi mình ngồi xuống cạo thử coi có trúng số không ta. Mé bên đây thì là gọi là Chinese Friendship Garden hay cái gì quên mất rồi. Là của Hội Đài Loan. Mấy con ngỗng kêu quá. Nó cất cái cổng này cho nó gọi là Chinese Cultural Garden. Đi bộ mấy chỗ kia hơi chán, nên mình đi vô đây cho nó là lạ chỗ một chút. Ở Việt Nam sáng sớm ra đi bộ một vòng cũng đã, đi từ hotel đó tới chợ Bến Thành ra công viên đi vòng vòng. Ồ, nó bay quá. Đứng đây coi một chút coi nó làm gì mà nó kêu dữ vậy.
ở đây là không phải cái tổ của nó, ban đêm là nó bay đi hết à. Cho nên mình cứ ra đây mình nhìn tìm trứng của nó, đâu có đâu. Với lại chắc nó cũng có mùa nó mới đẻ trứng. Ok, nhìn nó riết cũng chán, kêu sầm hết rồi. Đây là những cái con loại chim là nó đang sống ở cái ao này đó. Nhưng mà giờ thấy vắng bóng, chỉ có ngỗng không. Trước là có cái tượng đà Khổng Tử là cái gì? Ờ đúng rồi, Khổng Tử. Khổng Tử. Đấy. Còn mấy bên đây thì như là cái Mao Trạch Đông. Ôi Mao Trạch Đông sao lại chữ giấy thạch. Mao Trạch Đông là Communist, là Trung Cộng. Tất mấy cái nhà nhỏ nhỏ này em biết đâu phải là cái chùa đó, chỉ là để làm cho cảnh vậy thôi à. Mà sao nó đang rào lại nó không cho vô, chắc đang sửa chữa cái gì trong đó. Này mát mẻ đi bộ vậy là rất là thích thú. Ở ngay chỗ chợ Bến Thành mé bên kia có cái công viên đi bộ vòng vòng nó cũng vui, sáng sớm bà con đá bánh à, đá cầu chứ. Đây là cái tưởng niệm của ông Chuẩn Giới Thạch. Không biết mình đọc đúng không, lâu quá rồi quên mất rồi. Chuông Khai Sách. Chuông Khai Sách. Chiang Kai-shek. Đây, tượng của ổng đây. Mình gọi tên quên ổng là Mao Trạch Đông. Mấy người Đài Loan biết được chắc chửi mình dữ. Bữa nay mấy ổng nó bu ở cái công viên này quá trời. Có một người đi bộ chung với mình. Hôm qua kể sơ sơ về những ngày trước giải phóng, hay là còn gọi là cái ngày Sài Gòn đã lật đổ, thì sau cái ngày 30 tháng 4 đó, thì tại vì mình là học trong trường Quốc gia Nghĩa Tử, cái học bạ đó mình không dám nộp cho mấy cái trường học kia đó, tại vì cái trường Quốc gia Nghĩa Tử lúc đó là bị phá tan nát luôn. Không dám đem cái học bạ đó mà nộp vô mấy trường khác. Mình chỉ có
nghe lời má với lại gia đình là thôi đi về quê ở. Thì về Sa Đéc cũng lông bông, chẳng biết làm gì, rồi học thì cũng học không, đâu có đi học được đâu, rồi cứ đi kiếm về trong vườn ông nội coi làm đủ thứ chuyện á, từ má về rồi nè, nuôi heo, xây xây chuồng heo, nuôi heo nữa, rồi mua con heo nái, rồi cái nuôi nó đẻ ra co, rồi nuôi cho nó lớn rồi bán kiếm tiền lời, mỗi ngày đi đi hái rau muống cái gì rồi chặt ra cho nó ăn. Mà mình nhỏ lớn mình ở ngoài tỉnh không, mà đâu có ở trong vườn đâu, cũng vui lắm, cũng bắt cá rồi gì, bắt tôm làm ba cái lung tung lung tinh mà chẳng ra hồn gì hết à. Trồng khoai lang cũng vui nữa, mình trồng mình làm cái clip mà làm cho thật đẹp, câm kỳ ngồi làm không để ý, tự nhiên mình quay lại nhìn nguyên đám nít nó ngồi nó coi mình làm, thấy giống như là cái gì lạ lắm, thấy mình cuốc cái cuốc đất lên mà mình làm rất là kỹ lưỡng. Trồng khoai lang một thời gian nhớ ông nội, hôm nay chồng phải lấy cái đồ rào lại không thôi, người ta lỡ con heo nào nó xúc ra chuồng nó ăn chết, nó lủi ăn hết thì mình cũng đâu biết gì đâu. Đến lúc thiệt, có hôm đi ra công trình của mình làm bị heo nó ủi banh nát hết. Bắt mấy con tôm, mấy con tép được cũng vui lắm, lại lấy con trùng móc vô cái dây chì đó xong rồi thả xuống cái mé sông, cái nó nhấp 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 nhấp, cái mà lấy cái rổ mình xúc lên cái rất là vui. Lúc đó là mình chỉ chạy giống dưới quê, mình tìm cách đi ra khỏi thành phố, rồi tại vì cũng hơi buồn. Ở dưới tỉnh thì bắt đi hàng xóm, lúc đó mới vô thì cứ lâu lâu bắt phải đi họp xã, họp ấp gì đó mà mình không nhớ, nhưng mà vô bị giảng đạo, giảng quá trời, nhỏ xíu không biết gì đâu. Rồi cái ở đây là bên đây có một cái ao nhỏ nữa, có mấy con vịt. Nói thì nói tóm lại thì sau giải phóng rồi mình cứ lông bông không làm gì được hết, còn trẻ mà đi học thì cũng không được. Rồi lúc sau này xin vô được cái trường ở dưới quê, mất hết cả 2 năm trời không học, rồi vô học đâu có nổi nữa đâu. Cái mấy về nói với má, nói chán quá rồi, không biết làm gì bây giờ, mới nói thôi giờ để tìm cách đi. Thì hai má con lủi sủi trong bếp ngồi nói chuyện hồi đó nhớ, má nói qua Mỹ được á, mua miếng đất trồng rau nuôi thú vật đồ gì. Thì thật ra hồi đó Việt Nam đâu biết làm farmer, làm trồng cây, trồng đất, trồng ruộng gì bên Mỹ này nó cực, với lại nó phải tốn tiền dữ lắm, máy móc không à, đâu có phải những miếng đất nhỏ nhỏ ở Việt Nam rồi sáng nào rồi cầm cây ra cuốc cuốc gì thôi.
rồi lúc đó mới đi lên Sài Gòn lại, đi vô cái đường mòn này. Lên Sài Gòn lại thì cũng lông bông chờ cách, chờ ngày đi thôi. Cũng làm đủ thứ chuyện hết, đẩy xe ba gác cho người ta lấy củi đó. Trời ơi, ốm nhôm nhách, chất huyền cái xe ba gác đầy củi, đẩy đi 5 km đến 8 km, đẩy xong cho được tiền, cho người ta cho tiền tip hay là tiền gì quên, mấy đồng gì đó. Rồi. Mảnh đất ở bên Quang Trung hồi đó là cái sân trống của lính đó, nó bị rào lại đó, rồi cái người ta qua người ta dành trồng rau trồng gì, mình cũng qua xin miếng đất trồng rau muống. Mấy bạn theo xóm rủ nhau đào cái giếng tưới rau muống, trồng xong cái lấy bịch rau muống ra hái rau muống, chứ gói lại túm lại rồi đem ra chợ bán cũng vui lắm. Lúc mình về Việt Nam trở lại mình cũng quên mất mấy cái vụ đó đi đó. Cái có cái gì hàng xóm gì nói hồi đó nhớ thằng Cường ha, nó ốm nhôm nhách mà nó đẩy cái xe ba gác, rồi nó còn đi bán rau muống ngoài chợ nữa. Mình đâu quên mất rồi. Lúc sau mới nhớ được. Đi trong mấy cái đường mòn này cũng đẹp quá chứ. Thì nói là tóm lại là tương lai của mình lúc đó không có sáng sủa lắm, mà nếu như không có đi được thì chắc cũng giờ này mình cũng là cũng sống cũng giống như người ta thôi, nhưng mà chắc không được làm kỹ sư như bây giờ. Có nhiều người họ không đi được họ cũng buồn, nhiều người ở lại họ cũng thành công sau này. Chỉ có lúc đầu Việt Nam mới, mình nghĩ hình như là tới 1990 bắt đầu mất bớt lại những cái khắc khổ của chính quyền đó, Việt Nam mới thấy đỡ chứ. Nhiều bạn trẻ không biết gì hết mà lên comment nhiều cái mình thấy không được vui, tại vì họ đâu có hiểu được. Bây giờ chiến tranh đã qua 40 mấy năm rồi, chính quyền Việt Nam thì cũng cởi mở một chút xíu. Nói tóm lại thì dân không có khổ như hồi xưa nữa, thì nhiều khi người ta quên đi. Đó, mình không có muốn kể nặng nề nớm lắm cho nên mình kể sơ sơ như vậy thôi đó các bạn ơi. Bây giờ mình tiếp tục đi bộ xong cái mình sẽ cạo vé số. Oh my gosh, nói tiếng Việt Nam mà nói không xong đã chết rồi. Ok, mình tạm chào các bạn nha. Khi mình tới cái chỗ nào có cái ghế mình ngồi cạo vé số cho mình coi, cho các bạn coi mình có trúng hay là lại hiến 10 đồng nữa. Bye bye. Cổ mình cũng còn rác đó. Mình ngồi đây mình cạo đi, cảnh cũng đẹp. Maybe hơn. Hơi ồn nhưng mà không sao. Wow. Look at all of them. Yeah. Calling each other. He's the food.
the most noise. I know. They're not as loud as these other big ones. The little ducks are so loud. Yeah. These are called like Canadian geese, right? Yeah. Every morning I can see them fly over. Yeah. I wonder where they... You can hear them making the noise. I wonder where they sleep at night. I can't really tell which one is males and females. Yeah, I can't tell either. Tính tới cầu vé số, ông già ông tới, ông cho mấy con vịt ăn, mấy ngỗng ăn, nó tới bu quá trời. Thôi giờ mình đi chỗ khác. Trời nắng, mấy sóc bắt đầu chung ra. Mình bên kia ồn quá nên mình đi qua bên đây. Công viên bên đây nó nằm mé bên đường. Đi kiếm cái bàn ngồi cầu vé số chứ. Đây có cái bàn đây. Good luck chúng nha. Giá cạo thì giải 1 triệu độc đắc, giải kế hình như là 10.000. Chúng cái gì cũng được ha, chúng là 10 đồng hoài cũng dúng được. Cạo tiếp. Ở đây, ở chỗ này yên tĩnh. Mình chọn cái Black Premium này là nó còn 3 giải độc đắc. Cho nên mình mua. Tại vì mấy cái giải kia nó đã trúng hết rồi. Giờ còn 3 cơ hội nếu như mình hên mình trúng. Ok, mình cạo đây. Số của mình ở cái hàng đó là hàng số của mình đó. Nếu như mà mình có một cái số nào trùng á rồi sao mà mình làm thì mình trúng thì cái giải nó nằm ở dưới cái số. Cái hàng đầu mình thấy không trúng gì hết.
không có cái số nào cùng với cái số ở trên hết. Dãy thứ hai, cái hàng thứ hai các bạn có biết cái cơ hội chúng là rất là khó, cho nên mình không có nhiều hy vọng lắm, nhưng mà chơi cho vui mà. Cái hàng thứ hai cũng không xong. Mấy lần trước chúng 10 đồng, 15 đồng, 20 đồng. Không có match. À, chúng trước mặt các bạn vui ha. Hàng thứ ba. Cũng không trúng luôn, không có cái gì match hết. Rồi giải hàng cuối. Thế là không xong rồi. Mười một, mười hai, 47, 33, 4. Không có chỗ nào trúng hết, coi như là chặt lắc. Ờ, mà không biết mình để gì có thấy không nữa. Nếu như không thấy xin lỗi các bạn nha, mình phải quay lại đây. Tại vì mặt trời, quên, mình không để ý. Là coi như nó không có cái số nào mà nó match hết. Ok, thôi mình xin kết thúc cái vlog hôm nay. Đi ra công viên coi mấy con ngỗng với ông già đó cũng hơi lâu. Còn mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới may mắn, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.